nha. Đó, chàng qua giày. Đó, chàng qua giày. Đó, rồi để giày luôn chứ sao giờ. Rồi, vậy là xong luôn đúng không? Đó, rồi sao đây? Đó, thôi đổi rồi để giày luôn đi chứ sao. Hello, chào hai người đẹp. Chào anh. Ủa, hẹn hai đêm ra đây làm gì mà đợi nãy giờ? Hôm nay hẹn hai em ra, anh có một cái trò chơi muốn cho hai em thử thách nè. Trò chơi này bảo đảm là bao vui luôn. Trò gì anh? Có. Hôm nay là có cơ hội lấy tiền phòng nữa đó nha. Mà trò này lấy là... nhiều hơn mới chịu chơi, còn lấy ít hơn thì em không chơi đâu. Trò này mà em mà thắng cái trò này á thì anh chiều nay anh sẽ mời hai em đi ăn một bữa buffet. Đó. Ok không? Còn em mà thua anh á thì sao ta? À, anh muốn gì cũng được đúng không? Muốn gì cũng được hả? Được không? Nghe hơi ngoan hả? Muốn dẫn anh đi đâu là, anh muốn đi đâu là dẫn anh đi đó đúng không? Chỉ cần dẫn đi thôi đúng không? Là dẫn đi là được đúng không? Dẫn đi thì ok, được. Rồi vậy đúng không? Giờ đồng ý đúng không? Ok. Hai đứa đồng ý đúng không? Ok. Bây giờ anh có trò chơi này nè. Đó. Đây, anh chuẩn bị sẵn luôn nè. Trò chơi này mà thí dụ như em có thấy trên mạng rồi thì em sẽ biết, còn người nào chưa thấy là chưa biết đâu. Đây, đây là hai cọng dây. Hai dây nãy mới lấy trong cái quần cả luôn. Anh muốn dẫn hai đứa em đi chứ hai đứa biết đâu. Dẫn. Giờ là cái trò chơi này. Đó. Đây là hai cọng dây nè đúng không? Đây. Hai cọng dây. Bây giờ là hai đứa, mỗi đứa là cột vô hai cái tay như thế này. Cột tay vô, không? Tôi đây. Cột hay là anh cột? Đây, buông một tay đi. Anh sẽ cột vô. Này là cột dây tơ hồng nối thành đôi. Đó, cột vô đây nha. Là tháo ra có được cắt không? Không được cắt nha, không được tháo cọng dây ra khỏi rời khỏi tay. Ủa, đó. Có nghĩa là không được dùng tay tháo ra nhưng mà được dùng miệng tháo ra đúng không? Không có dùng miệng luôn. Đá dây vẫn là để vậy luôn. Dạ. Đây bây giờ tay của em nè. Cột vô đây luôn. Nhưng mà làm sao mà để hai đứa hai cọng dây này nó rời ra, hai đứa rời ra với nhau. Hiện tại hai đứa dính chùm với nhau rồi đúng không? Quá đơn giản. Tao đang có thể đi ăn rồi. Đó, bây giờ hai con dây vậy đúng không? Rồi làm sao mà hai đứa tháo ra hai con dây này rời ra? Ý là hai con dây này đừng có bị móc ra vậy đúng không? Ừ, thích ra vậy đó là thắng. Thấy không? Đó, rất là đơn giản không? Nè, ra đây đi cho rộng rãi nè. Đó. Bây giờ chỉ cần hai đứa rời ra là được. Đúng rồi, đúng chừng nào hai đứa tháo rời ra. Dễ không? Đơn giản không? Từ từ. Đi mổ. Đó, lộn ra lộn lại làm sao? Hai đứa lộn qua lộn lại làm sao mà cho gầy ra đó. Rồi chồng qua. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Rồi lộn qua. Rồi bỏ chân qua, bỏ chân qua. Bỏ chân ra. Ra chưa, ra chưa? Ra chưa? Ừ, lộn qua. Rồi lộn qua lộn lại gì đó. Đúng rồi, đúng rồi, lộn qua lộn qua, bước qua, chui qua, chui qua. Rồi lộn qua luôn, đúng rồi, đúng rồi, vậy là đúng rồi, rồi bước qua luôn, bước qua luôn. Đó. Cui vậy à. Nhìn dễ mà, chồng đầu vô lòn quá. Hai đứa ôm lại với nhau.
Đúng rồi, hai đứa ôm lại với nhau. Đó. Thôi cái này chắc phải tính thời gian quá ha. Cái này hai đứa ôm. Thôi giờ tính thời gian nha, tính thời gian nha, chứ làm tới chiều luôn à. Chứ giờ làm tới chiều luôn nè. Đó, giờ tính thời gian nha. Giờ cho thời gian 5 phút nha. 5 phút bấm điện thoại nè, 5 phút nè. Căng nha. Tấm thời gian 5 phút mới được. Tôi chui ra rồi bà cũng phải chui ra khỏi tôi nữa. Rồi bấm thời gian nha, bấm thời gian nha, bấm thời gian nha. Đó, 5 phút nha. Đúng rồi, đúng rồi, lòn qua vậy. Đúng rồi đó, sắp ra rồi đó, lộn quá. Đúng rồi. Một người hơi gói đùi luôn nè. Đúng rồi. Cũng vậy. Ừ. Phải chui vô đây nè, phải chui vô đây nè. Đúng rồi, chui vô. Đó, rồi, lòn chân qua. Anh đang dẫn mày đó, nghe là anh thì đó. Ông dẫn tới, cũng vậy rồi. Chơi ủa đi ra, đi vô, đúng rồi. Mình cũng vậy, để chờ thôi rồi. Căng à nha, căng à nha. Sao sao? Nè, cái này phải đưa tay ra vậy nè, lòn qua đây. Lòn quá. Lòn hai tay luôn, lòn hai tay lòn qua. Lòn qua, cái này nó cũng nè. Qua đầu nè, lòn qua đầu, đúng rồi, hai đứa lòn luôn, cùng nhau lòn luôn. Đúng rồi, nữa, giờ là đúng rồi đó. Rồi, bước chân qua. Vậy à. Hai đứa một đứa bước chân ra. Ừ rồi, ra rồi. Ừ, đúng rồi, ra rồi. Ra rồi. Ra chưa? Đó. 1 phút rồi, 1 phút 16 rồi. Sắp ra rồi. Xong lòng ngược lại. Bỏ xuống cái chân. Rồi, em chồng ngược qua đây. Thôi, chân nha. Chân nha, gọi có một chịch lộn luôn kìa. Thôi, bây giờ đơn giản giờ thua là thua anh là mấy chiếc học chịch lộn là được rồi đó. Ừ, đúng rồi, lộn vô. Ừ, bước qua luôn, bước qua. Nó bước qua, gọi chú quay, chú tự nhiên đi thẳng là ngon rồi, quẹo. Đó. Hôm mấy có ai có thể kéo mượn cắt nha. Không, không có cắt nha, cắt là thua à. Lòn hai chân vô. Đúng rồi, lòn hai chân vô. Bỏ hai chân xuống. Ừ, đúng rồi. Lộn thì sao luôn. Sao? Rồi, 2 phút. 2 phút 50 giây. 2 phút 50 giây. Khó quá à. Hả? Khó quá hả? Có giờ chú mua mấy chiếc không dịch lộn thôi. Giờ sao? Bỏ cái chân qua, bỏ hai cái chân qua. Nãy rồi. Không được rồi đó. Đó, bỏ hai chân qua là ok đó. Ừ. Được chưa? Giống như trời nhỏ mà thắt qua thắt lại không ra. Mày ngồi im đi, mày đừng im nữa. Thì hồi nãy đó. Nãy rồi. Ừ. Rồi nói chuyện lớn là cho máy nghe luôn này nha, cho cả nhà cùng nghe nha. Đó. Cũng vậy hả? Bỏ hai cái chân vô. Đúng rồi, chéo vậy đó, hai người chéo hai tay vậy đó. Đúng. Chéo hai tay vậy là đúng rồi đó. Ừ, lộn quá. Lộn qua là phải rồi. Chút xíu gợi ý đi. Hả? Chút xíu gợi ý. Thì nãy kia bước chân qua đó. Rồi sao?
Làm sao? Đó, 4 phút 11 rồi nha. 4 phút 12 rồi đó. Giờ cho thêm 3 phút nữa luôn á. Rồi cho thêm 3 phút nữa luôn nha cả nhà. Nó trò này căng lắm nha, trò này căng lắm nha. Ăn chắc rồi. Nó lớn lên, nó lớn lên. Ủa gì vậy? Rồi cái gì mày đâu? Tao đây, tao đi. Ừ, ừ đúng rồi, rồi dỡ lên. Mọi người dỡ lên. Còn cái vỏ nữa. Có vuột dây, vuột dây. Vuột dây. Cái đó là vuột dây rồi không tính nha. Đây. 4 phút mấy? Còn lại, còn lại. Còn lại. Vô đâu được, phải dây phải còn mới được chứ. Đây. Còn lại. Đó. Giữ nó lại. Đó, rồi buộc về luôn chắc ăn luôn. Rồi hai đứa dính lại với nhau luôn rồi. Cái gì nó nói gì, dây tơ hồng nói thành đôi gì nè, cái gì nè, cái bà gì nè. Sao? Mình thiệt chứ. Hay là lật đi ngược ra làm sao? Ừ, bỏ chân qua, bỏ chân qua. Đúng rồi, chính xác. Rồi chân kia bỏ luôn. Rồi, xí xí bỏ qua luôn, lộn qua. Lộn qua. Ừ. Rồi, lộn lại, lộn lại. À. Rồi. Dính luôn, dính luôn. Sao? Thôi bây giờ thi rồi coi về coi sao đi, rất gần thi rồi mở ra coi nha. Thi xong rồi mở ra coi. Sao sao? Sao? Đây hết giờ chưa? Đầu hàng đúng không? Thua đúng không? Đúng vậy. Ok, thua bây giờ tháo ra đi. Bây giờ để vào luôn nè. Để vào luôn nè. Rồi làm sao? Hả? Bây giờ anh thử đúng không? Đó, giờ là giờ anh thử đúng không? Đây, tháo ra đi. Ừ. Sao? Không lấy tháo ra. Thì anh thử. À bây giờ anh kêu anh thử rồi. Phải không? Rồi. Thử nha cả nhà đó, cả nhà xem thử nè. Đơn giản trò này quá trời đơn giản luôn á, rất là đơn giản luôn nè. Ừ. Rồi anh tự cột cho anh đi. Nè, cột cho anh đi. Anh tự cột vậy. Nhưng mà đơn giản. Chiếc cứ ngắt khỏi sáo luôn. Đây. Cột vô. Quanh đây, quanh đây, quanh đây. Có mẹo đâu phải không? Không. Không che mặt liền kìa. Cột vô. Rồi xong chưa? Chưa nha. Rồi. 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 Rồi bây giờ đi luôn, đi luôn. Đi luôn. Rồi xong rồi. Bây giờ mình phải chàng qua vậy nè, đúng không cả nhà? Đó, chàng qua vậy. Đó. Chàng qua vậy. Đó, rồi để về luôn chứ sao giờ. Rồi. Vậy là xong luôn đúng không? Đó, rồi sao đây? Đó, thôi đổi rồi để về luôn rồi. Đi chứ sao. Nói chờ cho anh cũng đâu biết tháo đâu. Cái vậy? Cho bao cột cho em chơi thôi chứ. Rồi nó chờ tháo nè. Thấy chưa? Giờ nhìn anh tháo nha. Đây. Nhìn nó tháo nha. Nè. Vô đây. Vô đây. Đó. Ôi, giống trò nóng chơi á. Trò lại để nè xong lùa. Quá đơn giản không? Quá đơn giản không? Lùa lùa lại nè. Thắng rồi cả nhà, thắng rồi. Không chơi dính không, nhỏ chơi trò Giê-xu á. Đơn giản không? Đơn giản không? Thắng rồi, thắng rồi. Cả nhà nhớ ủng hộ nha, cả nhà sẽ ra nhiều clip hấp dẫn hơn nữa cho cả nhà cùng nhau xem nha, giải trí nha. Tuy rằng trò chơi này là đã có rất là nhiều người đã chơi rồi, nhưng mà có nhiều bạn cũng chưa thấy được những clip đó, và cho nên tiếp tục em vẫn có thể là đố được những bạn nào chưa từng xem qua nha cả nhà. Nhớ theo dõi nha. Rồi bye bye.